Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, rõ ràng là đúng thật ai cũng có chuyện, và chỉ khi nào chúng ta là họ thì chúng ta mới có thể biết chính xác câu chuyện đó nó đã tác động đến đời sống của chúng ta như thế nào. Nó tạo ra cho chúng ta những nhận thức, tình cảm, thậm chí là những cái tổn thương dai dẳng ra làm sao trong góc nhìn của chính mình. Chúng ta sống cuộc đời của mình, chúng ta thường có những cái câu cảm thán là sao nhìn người ta sướng quá, phải chi mà mình được như người này, phải chi mình được như người kia. Nhưng rõ ràng là trong từng cuộc đời nó đều có những cái đoạn rất là thăng thì cũng sẽ có những cái đoạn rất là trầm. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một câu chuyện của một ai đó. Và chuyện đó xảy ra như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình. Chào em. Chào chị, hôm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều gì khiến em có một cái yêu cầu ngay từ đầu hãy có một cái góc máy khác để mọi người không có quan sát được mình? Em muốn có một sự an toàn cho bản thân. Cho bản thân hay là cho những người có liên quan đến câu chuyện của mình? Dạ, chắc là cả hai. Câu chuyện của em ngày hôm nay nó sẽ là ở cái nhóm sự kiện nào? Dạ, chắc là tình. Tình. Một cuộc tình đã qua hay là đang có? Đã qua. Tại sao đã qua rồi mà mình vẫn muốn giữ một cái sự an toàn cho người có liên quan? Tại vì câu chuyện này của em nó cũng đã trải qua cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Và 6 năm đó là những cái sự tổn thương nó chưa được giải quyết. Và em cũng muốn thông qua chương trình này để cho mình có một bước ngoặt thêm trong cuộc sống của mình. Mà em cũng mới trải qua đây thôi, chứ hẳn là em đã trải qua rồi. Đang thực hiện một nghi thức tâm lý hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ câu chuyện đó đã 6 năm rồi. Vậy thì cái mối tình đó nó kéo dài bao nhiêu lâu? Mối tình đó kéo dài 6 năm luôn. Mối tình đó kéo dài 6 năm. Rồi từ cái lúc chia tay cho đến thời điểm bây giờ em ngồi đây nói chuyện với chị là 6 năm luôn. Là cộng lại là 12 năm rồi. Tính từ điểm khởi đầu. Dạ. Một con giáp rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ ký ức của mình còn rõ ràng ở khoảng 12 năm về trước để nhớ rằng là cuộc tình ấy đó đã bắt đầu như thế nào không? Em Hùng, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Dạ, trước khi mà em kể về câu chuyện 12 năm đó thì em có một cái nhận ra, đó là có những cái tổn thương và những cái điều mà em trải qua trong mối tình đó nó liên quan đến cái tuổi thơ của em. Chấn thương tâm lý thời thơ bé. Cái con người hiện tại của mình, tính cách của mình nó sẽ liên quan đến tuổi thơ của mình. Dùng từ này có lẽ nó chính xác hơn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta đã từng trải qua nó đều là những cái chất liệu để tác động tạo nên con người hiện tại. Tại sao chúng ta phải dùng từ tác động? Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ dùng đơn thuần là tự hình thành thì nó sẽ tạo ra một cái câu chuyện không có thuyết phục, là tại sao có những đứa trẻ nó cùng trưởng thành trong cái hoàn cảnh đó mà sao lớn lên cái đứa này thì nó thế này mà đứa kia thì nó thế kia. Cái đã xảy ra trong cái mối quan hệ của em mà em nhìn thấy nó chính là một cái sợi dây được liên kết từ chấn thương tâm lý thời thơ bé thì nó sẽ là cái diễn biến nào? Em sinh ra ở một vùng quê. Em sinh ra trong gia đình là em có ba người chị và ba mẹ em đều là những người nông dân. Người gần nhất cách em là 8 tuổi. Nên từ thơ bé là em phải sống một mình, em phải chơi một mình, em không có nhiều bạn, em không có ai để chia sẻ hết. Khi mà em lớn lên em nhận thức được là các chị của em cũng đã đi làm hết rồi. Ba em hay có những cái bạo lực gia đình với mẹ em. Em rất là hận ba em, em hận cực kỳ. Buổi chiều tới là ba em, khi mà ba em uống rượu vào rồi say rồi thì ba em sẽ có những hành động đánh mẹ em vào buổi tối. Chỉ có một mình em và mẹ em phải nhận những cái hậu quả đó. Tại vì các chị em cũng đi làm hết rồi. Em nhớ có một lần đó là ngày mùng 3 Tết. Xung quanh em thì họ vui vẻ, họ chơi. Còn ba em thì đánh mẹ em và mình em mất lúc em. Lúc đó em nhớ là học lớp 3 em không biết cái gì hết. Để mà em có thể làm em chỉ biết khóc thôi. Thì lúc nhỏ em rất là hận ba em. Em hận ba em nhiều, em tới mức mà có một cái diễn biến đó là em với bạn em ngồi nói chuyện với nhau. Thì bạn em mới có nói là ê, tao nghe nói là nó đỏ mà nó dài hơn ngón chân cái á, ba thì bắt trước mẹ kiểu của con nít chơi thôi. Thì lúc đó em ngồi em kéo cái ngón chân trỏ của em lên cho nó dài ra để ba em chết trước. Em nói với bạn em là như vậy, em kêu là ta muốn như vậy để cho ba ta chết trước, ta không muốn mẹ đau khổ. Nó hình thành một cái điều như vậy và đến lúc mà chuyện học hành của em nó cũng không có suôn sẻ. Tại vì lúc đó em phải lo lắng nhiều thứ. Mẹ em thì cũng phải đi làm, ba em thì cũng làm. Hầu như là cái ngôi nhà đó em ở một mình. Em phải chịu những cái tác động từ đó một mình em phải tự gánh vác mọi thứ, em phải tự nấu ăn, em phải tự làm hết mọi thứ. Có thể hình dung đó là một cậu bé cô đơn nè, có nhiều nỗi hoảng sợ nè. Dạ. Không tìm kiếm được một cái nơi nương tựa an toàn mà vốn dĩ trong cái độ tuổi đó là gần như các con có sẵn ở đó, một ông bố, một bà mẹ, một gia đình. Thật sự là em không có hạnh phúc. Em chỉ muốn là em cố gắng làm sao để em có thể đi ra khỏi ngôi nhà đó. Em nhớ là năm cấp 2 của em học rất tệ luôn. Và đến năm cấp 3 khi mà em học lớp 10 thì nó cũng là bắt đầu một cái mối quan hệ đầu tiên của em. Đó là em cũng được một cái dàn máy tính. Lúc đó thì nó rất là vui. Tại vì lúc đó nó như là một cái công cụ để cho em thỏa mãn được những cái điều mà em muốn. Em gặp một cái người đó qua Yahoo. Chuyện với nhau em với bạn đó chắc Yahoo rất nhiều. Em không biết tại sao bạn đó lại thích em. Bạn đó làm cho em có động lực hơn trong học tập.
cái đó là để cho em có giá trị với bạn đó, thì em học khá là tốt, mình thấy mình tích cực hơn. Dạ đúng rồi. Dạ, gia đình em thì lúc đó tự nhiên nó cũng có những cái khoảng thời gian nó sẽ ổn hơn, ba em cũng ổn hơn, mẹ em cũng ổn hơn, và em chính thức quen bạn nữ đó. À, đó là tình yêu của tuổi học trò, nhưng mà em thật sự là em không có nhớ nhiều về cái mối tình của bạn đó. Em chỉ nhớ đến một cái khoảng bắt đầu là mùa hè năm lớp 10, anh họ của bạn đó từ Sài Gòn về quê, đến lúc mà em nhận được cái thư là đậu đại học. Cái ước mơ duy nhất của em lúc đó là em muốn thoát khỏi cái cảnh ở quê rồi, nó lại âm ỉ trong em rồi, và em quyết định là phải làm sao để vào thành phố học, chứ em không thể nào học ở dưới quê hay là đi một nơi khác, mà chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tụi em cũng có những xích mích quan lại với nhau, thì tụi em chia tay lúc mà em vừa lên Sài Gòn học luôn. Cái người anh họ đó là cái người mà cũng là thay đổi cuộc đời rất là nhiều, đó là anh đó bên cạnh em, bên cạnh em 100% luôn. Anh đó là người trải qua với em quá rất nhiều thời gian. Lúc đó em cũng không có nhận ra một cái điều gì hết, em chỉ thấy bình thường thôi. Thật sự là không nhận ra. Dạ, thật sự là em không nhận ra. Em chỉ thấy có những cái cách anh đó quan tâm em, đó là ví dụ như là đi xem phim thì anh đó bỏ cái gạt ly xuống cho em, hoặc là đi trước để mở cửa, hoặc là gạt trống xe. Có một... Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Dạ, 8 tuổi. Ồ, cho nên mình thấy quá trưởng thành đúng không? Dạ. Anh như vậy đúng không? Dạ, tại vì tụi em cũng nói là mình là anh em kết nghĩa. Đến 2013, cuối năm đầu 2014 á, cái đêm giao thừa, anh nó gọi là alo, hiện tại thì em có đang rảnh không? Mình coi bắn pháo hoa chung. Thì lúc mà bắn pháo hoa đùng 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 thì anh đó kêu là hay là em làm nguyên anh đi. Em mất đâu đó 10 giây bị hụt một cái, em kêu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà em đồng ý. Khi mà anh đó kêu em có chắc không, em kêu là ok thì thử đi. Và thử? Cái chữ thử này được em hiểu theo nghĩa nào? Em muốn thử cái tình cảm của người em. Nhưng mà em có rung động với ảnh không? Dạ không. Em có rung động với con trai không? Dạ không. Mình bước vào mối quan hệ này để mình kiểm tra điều gì? Để mình quên cái cô gái kia? Dạ không. Hay để mình được hưởng thụ cái lợi tức trên cái mối quan hệ mà mình hiểu, nếu như mà mình từ chối tình cảm, có thể mình mất luôn cái người anh này nè. Em muốn chiếm đoạt cái người đó cho mình. Mình không muốn mất cái mối quan hệ này. Dạ. Cho nên bây giờ gọi tên nó là mối quan hệ nào cũng được. Dạ, miễn đúng là mối quan hệ đó còn là được. Dạ, chính xác. Rồi, thế thì sau đó cái kiểu yêu đương nó sẽ là cái kiểu nào? 3 ngày sau đó là 3 ngày Tết và em không ngủ được. Đi gọi điện hết cho bạn bè em hỏi. Em hỏi cái gì? Em hỏi là ê mày ơi sao tự nhiên nói như vậy? Giờ tao quen con trai thì sao? Rồi cái là tự nhiên người ta tỏ tình với mình thôi, giờ cả làng biết hết luôn. Dạ, thì hầu hết là tất cả người bạn trong nhóm chơi chung của em lúc đó đều biết hết. Thì các chị chơi chung á thì mấy chị cũng lớn hết rồi, chỉ có em là hầu như là nhỏ nhất. Mấy chị kêu là tao thấy được, tại vì tao thấy hai đứa bay nhìn nhau không phải là một hai người bạn bè. Thì em trở lại Sài Gòn thì đúng cái dịp đó là Valentine. Trong một quán nhạc acoustic tự nhiên có một người kêu là đây là một món quà dành cho một cái người đặc biệt, phát bài mình yêu nhau đi, anh đó hát tặng em, thì em rung động. Tuy nhiên thì đâu đó trong bản thân em lúc đó em không có trân trọng mối quan hệ đó. Em chỉ nghĩ một điều là tao đang thử thôi, tôi đang quen anh thử thôi, và em còn nghĩ là em sẽ quen con gái được. Là lúc này em bước vào mối quan hệ này như một cuộc chơi. Chính xác, em chỉ xem nó là một cuộc chơi, một cái cuộc... nó vừa là một cuộc chơi mà nó vừa là cái việc bảo toàn quyền lợi của mình trong một mối quan hệ mà mình đã được thừa hưởng quá nhiều thứ trước đây. Dạ đúng rồi. Nói chung là thời gian đầu mà tụi em quen nhau á thì tụi em cũng rất là vui, cũng giữ được cái mối quan hệ đó. Anh làm tiếp viên thì anh nó cũng bay đi bay về, cũng nói chuyện người thường xuyên, cũng nhắn tin, rảnh thì nhắn tin, còn không thì em vẫn đi học. Lúc đó là em đã chuyển lại Sài Gòn và em bắt đầu thích nghi được với cái cuộc sống ở Sài Gòn. Em bắt đầu đi làm thêm thì em có rất nhiều mối quan hệ và rất nhiều những cái bạn quen từ những cái khoa khác trong trường, và bắt đầu em tránh xa dần anh đó nhiều hơn. Em nghĩ là đâu đó anh đó vẫn ở đó thôi. Mình vẫn tin là người ta ở đấy. Dạ. Thì mình đúng không? Dạ. Sao? Thì tụi em có những cái cuộc vui riêng, em đi chơi, em đi với bạn bè em. Anh đó cũng không nói gì hết, anh đó cũng kêu em đi thì cứ đi thôi. Tới khi đi chơi thì về nhắn anh, không luôn, không nhắn. Đến cái đợt đó anh đó lần đầu tiên được bay nước ngoài, bay quốc tế, thì anh đó bay phải mất mấy ngày. Thì anh đó nói là bây giờ ở Việt Nam mình gọi với nước ngoài thì nó rẻ hơn, ở nước ngoài mình gọi về Việt Nam thì em cứ gọi cho anh đi, rồi có gì anh gửi tiền lại cho em, lúc anh về anh trả lại cái tiền phí đó chị. Anh đó đi, em chưa bao giờ gọi cho anh một cuộc nào hết. Vì sao? Vì sao mình, ngay cả khi người ta đã rời đi một cái khoảng cách địa lý nó xa rất là rõ như vậy luôn, mà mình vẫn cảm thấy bình chân như vậy đó, mình cảm thấy em cứ nghĩ bình thường thôi, anh đó thì anh nó đi về thôi, có gì đâu, đâu phải đi. Em còn nghĩ là rồi có phải đi định cư đâu mà sợ. Chỉ đơn giản là mình không có, thật sự là mình không có muốn chăm chút cho mối quan hệ này. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi bắt đầu có những cuộc cãi nhau nhiều hơn, và em có những cái lời nói hơi hụt, có những câu chửi thề, có những cái từ ngữ, em không nghĩ lúc đó em là người nói ra những cái câu đó. Và có một điểm nữa là ai hỏi em là có người yêu chưa, em đều chưa. Mặc dù là có một số người cũng biết, nhưng mà họ kêu là ủa cái người em đi làm thêm á, bạn đó anh nói tới chở em về. Em nói anh đứng xa đi, anh đứng ở đâu đó xa rồi em đi bộ tới, anh đừng có tới. Anh nói kêu ủa sao vậy, tại vì em không muốn người ta biết. Thì anh nói em còn nghĩ đến sau này em sẽ lấy vợ. Dạ chính xác, chính xác. Em nghĩ là em vẫn có thể có bạn gái được. Thì anh nói ok. Vậy thì bây giờ xác định là cuộc tình đấy là bởi vì mình
cái bản dạng giới của mình, cái xu hướng tính dục của mình là thuộc nhóm bisexual, hay mình là một cái người thực ra không hề có cảm hứng cũng như không có xu hướng tính dục của một người bisexual? Thật ra là em lúc đó em nghĩ em là bisexual, nhưng mà sau này đến khi mà em nhận ra được hết mọi thứ rồi á chị, thì em nghĩ em là gay. Nhưng tại thời điểm đó mình còn nghĩ mình là con trai nữa cơ. Dạ đúng rồi. Và đây chỉ là một cái cuộc dạo chơi thôi. Dạ, dạ chính xác. Em giống như nãy chị nói, em chỉ muốn giữ lại cái mối quan hệ đó thôi, chứ em không có muốn mất người đó. Một cái nguồn lợi không thể nào bỏ được. Dạ chính xác. Em với anh đó có hai cái biệt danh. Anh đó tên là Khánh, em tên là Toàn. Thì hai đứa cũng hay gọi nhau là em là Tô Ca còn anh là Ca Tô. Anh đã xăm cái tên của em đó lên trên cái vai ảnh. Em kêu là muốn chi vậy? Anh kêu là anh muốn gắn cả thế giới của anh trên luôn. Thì lúc đó em kêu sớm, em cũng vẫn giữ cái tính cách đó của em. Em vẫn nói những cái lời rất là nặng. Và cái cuộc tình đó nó trải qua chỉ được vỏn vẹn vài tháng vui thôi. Còn lại nguyên một cái khoảng thời gian sau đó là tụi em cãi nhau rất nhiều. Và tụi em không hề có một lời chia tay chính thức. Và đến một đợt đó em đi chơi với một người bạn về. Anh đó đứng ở ngoài trước nhà em. Và anh đó nói là hôm nay là ngày 20 tháng 10, anh muốn tặng em một món quà. Em kêu không, em không phải là nữ nên em không cần cái đó, nên anh đi về đi. Mà thật ra em nói vậy thôi, nhưng thật ra em đi chơi với người, đi chơi với người khác. Thì em về thì anh đó đứng thấy, thì anh đó không nói gì hết, anh đó kêu thôi anh tặng em rồi đi về. Và em cũng bình thường rồi em đi về. Từ đó là anh đó mất tình cảm của mình. Một cuộc tình không có lời chia tay. Dạ. Mặc dù nó có cái thủ tục mở đầu rất là trịnh trọng. Dạ. Và sau khi mà anh đó mất đi rồi á, em cũng bình thường. Em nghĩ là anh đó vẫn đâu đó thôi. Chắc là cũng như những lần trước thì mất liên lạc rồi thì sẽ liên lạc lại. Đến bao lâu mình mới giật mình thấy rằng là mọi thứ 3 tháng. Đó là lần cuối 3 tháng. Em khủng hoảng, em đi tìm kiếm anh đó rồi không có. Cái lúc mà em bắt đầu tỉnh ngộ là mình đã thực sự mất mối quan hệ này rồi. Dạ. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Đầu tiên là em hoang mang. Em cảm thấy như là mình mất một cái gì đó. Xong rồi em đi chạy đi kiếm. Em cũng đi đến nhà đó anh đó kiếm. Em biết pass của nhà anh đó luôn, em vào nhà em kiếm mà không có. Anh đó có dẫn em về nhà ra mắt gia đình luôn. Em cũng đến kiếm mà gia đình đó anh đó không có. Anh kêu anh gia đình đã không biết. Em đi liên lạc với người cũ của em, cái bạn gái cũ của em hỏi thì bạn đó kêu thôi thì em cũng biết chuyện tình cảm rồi, anh nên dừng lại đi, anh đừng có đi kiếm nữa. Thì mọi thứ nó mất hết, em mất hết liên lạc, em không biết một cái gì hết. Thì lúc đó em hoảng loạn, nhưng mà em hoảng loạn em tìm cách đó là thôi, bây giờ mất thì cũng mất rồi, thôi bây giờ em đi kiếm những tình khác để em che lấp vào. Từ điên cuồng tìm kiếm nó kéo dài trong bao lâu? Dạ cũng được một tháng. Trong một tháng trời mình chạy ngược chạy xuôi nhưng mà bóng chim tâm cá. Dạ đúng rồi. Chỉ cần có một ai đó giống một cái hình ảnh như người đó thôi. Ví dụ như một lời nói, ví dụ như lâu lâu rồi em nhắn tin, cái người đó kêu anh đây, là em kêu là cái người này phải không? Em quen luôn. Có người em quen 2 ngày, có người em quen 3 ngày, có người chưa ai quen được em quá 3 tháng. Tại vì em đi kiếm người đó, em biết là em đi kiếm người đó. Em không có đi kiếm người đó. Em kiếm cảm giác an toàn. Về bản chất em có yêu người ta đâu. Vì em không yêu người ta cho nên cái việc người ta biến mất thì cái mất mát của em không phải là mất mát một cuộc tình, mà cái mất mát của em là cái mất mát của một cái cảm giác an toàn mà mình yên tâm rằng là mình có giá trị với một ai đó. Và cái cảm giác đó là cái cảm giác cả một cái thời thơ ấu mà em không có. Cho nên em sợ hãi cái việc bị một mình. Em sợ hãi cái việc là mình không có một cái người định danh là người yêu. Vậy thì về bản chất ở đây đó là cái việc mà em đi tìm kiếm sự an toàn cho chính em. Yeah. Trên cái hành trình hỗn độn đó nó lại kéo dài trong bao nhiêu năm tháng nữa? Tới thời điểm gần đây thôi thì em mới ổn lại. Cái gì đã khiến cho em hiểu rằng là mình phải dừng lại? Em bị khủng hoảng trong cuộc sống. Em thành công khá là sớm đó chị. Cuối năm ngoái thì em bắt đầu em bị mất hết. Sau đó em khủng hoảng, em muốn tự... Sau đó thì em cũng may mắn là em tìm được một số người bạn và đưa em đến với thiền. Với lúc mà em thiền lần đầu thì không biết tại sao thì em lại nhớ hình ảnh nhỏ của em. Em lại nhớ đến cái khoảng thời gian ở với người đó. Và em nhận ra được một cái giá trị đó là cái những cái lời nói mà ngày trước của em á, khi mà em nói với người đó là do ba em, từ nhỏ em tiếp nhận từ ba em nói với mẹ em những câu đó, thành ra em nói những cái lời đó với người đó. Em cứ loay hoay xong rồi em bắt đầu em thay đổi dần, em bắt đầu em chữa lành cho mình nhiều hơn, cái cuộc sống của em nó càng ổn hơn, em không còn lao vào những cái cuộc vui nữa, em không còn lao vào những cái mối tình nữa. Tức là mình đi tìm kiếm cái sự bình an thì phải quay ngược vào bên trong. Dạ. Chứ không thể đi tìm kiếm ở bên ngoài, bởi vì sự bất ổn của các bạn nó nằm ở bên trong. Dạ. Mình dùng từ chữa lành, mình dùng từ là mình nhìn lại chấn thương tâm lý thời thơ bé như vậy. Thì có phải là mình cũng đồng thời khẳng định được rằng là mặc dù cái cuộc tình, cái sự quen biết kéo dài tròn trèm 6 năm đó nó nhiều chất liệu, nhưng rõ ràng có phải thực sự nó không phải là tình yêu không? Thật sự thì em vẫn nghĩ là em thương người đó. Em nghĩ là người đó luôn luôn ở đó, luôn luôn chấp nhận em. Em mất đi rồi thì chạy đi kiếm người đó là tại vì em nhận ra là em thương người đó và em nhận ra em không còn thích con gái nữa. Em bị phụ thuộc vào người đó. Em bị phụ thuộc về cảm giác có giá trị. Và đặc biệt em cảm thấy có quyền lực là cái thứ mà suốt thời thơ bé em không có. Thì mình bị phụ thuộc vào những cái khoái cảm đó, cái khoái cảm mà người bên kia cho mình. Bởi vì khi em định nghĩa đúng như vậy á, thì em mới thật sự bước hẳn vào câu chuyện đó là đóng gói được quá khứ. Mai mốt mình sẽ không cần một ai đó phải cho mình cái cảm giác đó.
mình tự tin vào chính mình mà không cần phải cầu viện từ bên ngoài. Thế thì khi mà mình kể cái câu chuyện này thì em còn có cái cảm giác bị dây dứt và hối hận vì mình đã không tử tế với người ta không? Dạ có, em rất hối hận, em không biết phải làm sao, em cảm thấy có lỗi nên em cứ điên cuồng như vậy thôi. Đến khi nào thì mình mới có lại cái tin tức của cái người đấy? Đến giờ thì không có tin tức gì hết, và chỉ là thông qua một cái người bạn thôi. Người bạn trong nhóm thì lúc đó là đợt dịch thì mọi người ở nhà, em có vô tình em có thấy chị đó online và em vô em hỏi thì chị đó kêu là nó có vợ rồi. Có vợ rồi? Dạ, và đi định cư nước ngoài rồi. Và con nó đặt tên của em, và cái người vợ đó cũng biết chuyện của hai đứa em luôn. Thì em chỉ nghe thông tin vậy thôi, còn em kêu là chị có thể cho em xin một cái thông tin liên hệ gì đó không? Chị đó kêu thôi em đừng có làm như vậy, mà không có tốt cho cả hai. Rồi xong đó cái người bạn đó cũng block em luôn, em mất liên lạc luôn. Tất cả những người bạn của anh đó đều block Facebook em hết. Khi mà em làm một cái Facebook khác để em tìm lại những người đó thì cũng không còn. Em không biết những người đó giờ ra sao luôn, em bị mất hoàn toàn liên lạc luôn. Những cái số điện thoại hồi xưa em không tìm được luôn, kể cả những người bạn gái của em lúc đó cũng không còn kiếm được luôn. Thật sự nó biến mất? Dạ, thật sự nó biến mất hoàn toàn trên cuộc sống của em không biết tại sao. Em cũng muốn thông qua chương trình này, nếu như mà đâu đó những người đó có thấy được, chắc chắn là người đó khi mà nghe câu chuyện này sẽ biết được, thì em muốn gửi một lời xin lỗi thôi. Tại vì hiện tại bây giờ nếu như mà gặp người đó, chắc em có tưởng tượng và em gặp người đó thì chắc em cũng không còn cái cảm giác như ngày trước nữa, mà em chỉ là em muốn người đó biết người đó đang bình yên thôi, là em cảm thấy vui rồi. Thực ra để bạn ấy bình yên thì tốt nhất bạn ấy không nên nối kết lại, bởi vì nó còn liên quan đến một người phụ nữ. Nếu như mà cân đo đong đếm nỗi đau và sự trái ngang ở cuộc đời thì chị nghĩ cái bạn vợ sẽ là nạn nhân nhiều hơn. Mình cũng không biết là người ta đã gật đầu để bước vào cuộc hôn nhân đó với những thông tin gì, thì thật sự mình không biết. Nhưng nếu như trong vai trò chị hình dung nha, trong vai trò một người mẹ, trong vai trò một người vợ, người ta nhận ra là tên của con mình là tên người yêu cũ, chồng mình đã từng có một cái cuộc tình đồng giới, dĩ nhiên là câu chuyện đồng giới hay khác giới nó không phải là vấn đề ở đây. Nhưng mà nó cũng tạo ra một vài những cái vấn đề vướng mắc thuộc về định kiến văn hóa. Và trong vai trò của một người vợ nữa. Nhưng cũng biết đâu chừng khi mà em có mặt ở đây, vũ trụ này cũng ngộ nghĩnh lắm. Vậy thì em nghĩ rằng là giả định đi, nếu người ta có xem những cái gạch đầu dòng nào là những cái gạch đầu dòng mà em rất là muốn được nói với họ. Em chỉ có một gạch đầu dòng thôi, là em xin lỗi. Tại vì em biết là nếu như mà em là một cái người đứng ở cương vị của anh đó trong thời điểm đó thì em không chịu nổi. Thực ra một cái lời xin lỗi nó có giá trị ở chỗ này, em biết cái lỗi của em nó nằm ở đâu và em có mong muốn được sửa cái lỗi của em hay không. Dạ. Vậy thì thêm hai gạch đầu dòng nữa đi. Đó là thứ nhất, em biết cái lỗi của em là ở chỗ nào. Không nên xác nhận trong mối quan hệ đó nếu như mình chưa chắc chắn. Thứ hai nữa là mình nên ít nhất mình phải có hai từ như người ta là sự tử tế của mình. Thì em nghĩ nó sẽ là tốt nhất. Có vẻ như là cả cái việc hời hợt không vun bồi nữa. Yeah. Thà không nhận lời thì thôi. Yeah. Đã nhận lời thì phải đi xây đắp. Việc sửa lỗi của em nó sẽ diễn ra như thế nào? Hiện tại thì em biết yêu thương người khác hơn. Em đã tha thứ cho ba em. Em có nghe một cái bài hát Thương Cha Chí Lớn Không Thành thì em mới hiểu được là ba em ngày xưa ba em thất bại nhiều lắm chị. Tài cao phận thấp. Ba em không có học cao như mình. Để mà ba biết được cái cách để chuyển hóa cái cơn giận của ba nên thành ra ba mới như vậy. Chứ thật ra là ba em bây giờ hiện tại ba em khác xưa rất là nhiều. Ba em không còn nóng tính nữa. Em hiểu được cảm xúc của ba em và em thương ba em thôi. Em thương ba em rất nhiều và hiện tại em tâm sự với ba rất nhiều. Khi mà cuộc sống em có vấn đề gì em đều gọi cho ba, để ba có một cái cách để ba cho em những lời khuyên. Thì đôi khi có những người bạn của em hay gì đó, họ cần em đều có mặt và em lắng nghe thôi. Em không có những cái lời nói như ngày trước, em sẽ nghe nhiều hơn. Thì chị hy vọng rằng là nếu vũ trụ hiệp lực, bạn ấy có xem cái đoạn này thì bạn ấy cũng yên tâm rằng là em cũng đã là một con người khác. Và cái cuộc tình đó dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng như một cái quá trình huấn luyện, và bây giờ thì nó có kết quả rồi đây. Đó là mình ngộ ra được nhiều thứ, mình trưởng thành hơn từ cái trải nghiệm đó. Còn cái chuyện đã qua thì nó là đã qua. Thực sự có một cái trải nghiệm rất là đắt giá của em mà chị nghĩ là các bạn trẻ nên rất là nên để ý, đó là chúng ta đừng vội vàng tìm kiếm một cái cảm giác an toàn và gọi đó là một cái mối quan hệ tình cảm, gọi tên nó là tình yêu, khi mà thật sự bạn không yêu người ta. Bạn cũng không vì người ta mà đến với mối quan hệ này, mà bạn đang vì những cái sự thiếu hụt của chính bạn. Bởi vì mối quan hệ đó nó sẽ khó được nuôi dưỡng. Các ông của bà mẹ xem câu chuyện này thì hiểu rằng là những cái tác động của chúng ta nó không có đến liền được. Không có nghĩa là cái đứa bé 9 tuổi ngày hôm nay được nhận cái gì đó là ngay lập tức nó nảy nòi ra thành cái tính cách liền, mà nó là một cái câu chuyện được ủ mầm để rồi 15 tuổi nó mới bắt đầu nở, 20 tuổi nó mới bắt đầu nảy nòi. Thậm chí có nhiều người ôm cái tổn thương đó đi cả đời với những cái nét tính cách rất là đặc biệt. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh kịp thời ở cái thời đại này để chúng ta chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhau tốt hơn. Cảm ơn Tàn rất nhiều về câu chuyện hôm nay. Giấu mặt đó mà đặt tên rồi cũng không biết giấu chưa,
không biết vậy là giấu chưa luôn á. Nhưng mà cảm ơn em rất nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình ở đây. Chị tin rằng nó cũng là một cái câu chuyện điển hình của rất nhiều bạn trẻ khác. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ngồi ở đây mỗi tuần cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và mọi người thấy không, ai cũng có chuyện hết. Quan trọng là được kể như thế nào và người ta chịu kể hay không mà thôi. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho tuần này cũng đã hết rồi. Giới thiệu về bản thân mình giúp tụi em nha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nè. Dạ, tôi chào chương trình là em là Đỗ và Phương Linh. Em năm 1994 thì em đang làm viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Ai cho mình giới thiệu lại xíu không? Tại vì hình như mạng nó hơi bị chập chờn á. Chị nghe chập chờn lắm nha. Chị Oanh ơi, khi mà mình cầm điện thoại, mình cầm bên hông á, mình đừng có che cái phần ở phía dưới cái điện thoại nha, cái phần loa á, thì nó tiếng nó sẽ bị mất. Dạ, rồi. Rồi, mình giới thiệu lại mình ha. Dạ, đúng rồi, chào chương trình là em là Đỗ Ngọc Phương Quanh, em sinh năm 94. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang làm việc của em là nhân viên kế toán. Ừ, rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu mình xíu đi anh. Dạ, điểm mạnh của em thì cũng là hòa đồng, vui vẻ, làm việc cẩn thận. Điểm yếu của em là em hơi trầm tính và ít nói. Hơi trầm tính và hơi nóng tính. Hơi nóng tính và hơi trầm tính hả? Lúc nào mình nóng tính, lúc nào mình trầm tính? Như là bình thường thì em sẽ không có nói nhiều đâu. Thường thì tất nhiên kiểu như là ai bắt chuyện trước thì em sẽ trả lời lại vậy đó. Rồi còn nóng tính thì kiểu như là trong công việc đi, mình đã hướng dẫn người khác làm rất là kỹ lưỡng cẩn thận rồi, nhưng mà như người ta không chú ý lắng nghe này kia thì lúc đó thì em sẽ hơi nóng tính chút xíu. Nóng tính là la đúng không? Đúng rồi, chỉ vậy. Ngoài la có làm gì nữa không? Có nào mà mình giận lắm mà mình nữa hả, đập đồ hay là chửi bới nhiều không? À, cũng không nói mức đồ chửi bới đâu ạ. Rồi mình có sở trường gì không anh? Em thì hay tập thể dục thể thao à. Là mình tập được môn gì? Rồi thật. Em tập được cũng khá là nhiều môn, ví dụ như là chạy bộ, đạp xe, tập gym. Rồi mình có sở trường nào khác không? Ví dụ nấu ăn nè, ca, múa, hát gì tài lẻ của mình không? Những hoạt động đó thì em không thích lắm. Về nấu ăn thì em vẫn nấu ăn được, nhưng mà chỉ ở mức nấu ăn cơ bản thôi. Nấu ăn cơ bản là nấu ăn được những món nào? Ví dụ như là luộc rau, kho thịt, cái kiểu kho thịt, kho cá, cái kiểu hả? Bữa ăn hàng ngày. Rồi hiện tại là quê quán của mình ở đâu anh? Dạ, quê gốc của em thì ở Nam Định, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Hồ Chí Minh ạ. Mình ở quận mấy? Dạ, em ở thành phố Thủ Đức. Mình hiện tại là mình cũng sống chung với ba mẹ mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi kể xíu về tình trường đi, mình có mấy mối tình rồi nè. Trước đây thì cách em khoảng 7-8 năm thì em có quen với một anh. Nhưng mà rồi sau đó thì khoảng 1 năm thì em cảm thấy không hợp nên là chia tay rồi ạ. Lý do vì không hợp là không hợp ở chỗ nào, mình cụ thể cái lý do được không? Bởi vì em cảm thấy là anh nó cũng khá là gia trưởng và ít quan tâm đến em. Là mình quen được là em lâu? Tên. Em quen khoảng 1 năm ạ. Là chỉ có một mối tình đó thôi. Dạ. Rồi
Rồi sau cái cuộc mối tình đó thì mình còn mối tình nào khác không? Dạ không ạ. Chỉ một mối thôi. Nhưng mà có ai trong công ty để ý mình không? Thấy cũng xinh xắn nè. Cái này thì em cũng không biết được. À, là người ta cũng không có thổ lộ mà. Đúng rồi ạ. Chứ trong cái trong công ty chắc cũng có nhiều nam mà đúng không? Công ty em thì hiện tại cũng không nhiều nam lắm. Và cũng đa phần là các anh đó cũng có gia đình hoặc là có bạn gái rồi. Rồi bây giờ thì mình mong muốn là mẫu người như thế nào sẽ phù hợp với mình, về ngoại hình, về tính cách, về công việc, quê quán. Em thì mong muốn một anh sinh năm khoảng 91 đến 93, là hơn em một vài tuổi thôi, rồi cao khoảng trên 1m7, tại vì em cũng đã cao 1m6 rồi. Rồi công việc thì làm về nhân viên văn phòng như em, có thu nhập ổn định. Dạ, và nhà thì em muốn ở tiên là các anh nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giống như em luôn. Và em cũng có một mong muốn nữa là bởi vì em chưa kết hôn bao giờ, nên là em cũng mong muốn là anh đó cũng chưa kết hôn bao giờ, chưa kết hôn, chưa sống thử bao giờ. Chưa kết hôn, chưa từng sống thử. Đúng không? Thế em mong muốn bạn trai và em là chưa từng sống thử bao giờ hết. Dạ. Tức là em mong muốn bạn trai của em á là không phải là cái người có tư tưởng sống thử. Đúng rồi ạ. Em có tôn giáo, có đạo gì không? Dạ không ạ. À, điểm này em cũng thích bạn trai là cũng không có tôn giáo luôn. Về tuổi tác, về ngoại hình của bạn trai thì sao em? Tuổi tác thì em muốn bạn trai em sinh năm 91 với 93. Mong muốn thì là cũng không cần phải. Dạ. Mong muốn là 91 với 93 đúng không? Và 91, 92, 93 tầm đó. Là lớn tuổi hơn em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, về công việc, về ngoại hình thì có yêu cầu gì không em ha? Công việc thì là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định giống như em. Ví dụ như kinh doanh thì được không? Tự kinh doanh thì được không? Tự kinh doanh thì cái đó thì em sẽ cân nhắc thêm ạ. Nếu như mà có đối tượng phù hợp và anh chị có thể gửi hồ sơ cho em thì em cân nhắc thêm. Bên chị sẽ không có gửi hồ sơ cho em, bên chị sẽ là lên ghi hình em mới biết đối tượng như thế nào. Cho nên là hôm nay là cái buổi casting, cho nên bọn chị sẽ hỏi em rất là kỹ những cái chi tiết đó. Chứ mình sẽ không được biết tất cả thông tin, bất kỳ một thông tin nào về đối tượng cho tới khi mình gặp nhau tại sân khấu và mới hẹn hò. Mình không có kịch bản trước. Dạ, vâng, em hiểu. Dạ, vậy thì em mong muốn là một người nhân viên văn phòng thôi. Nhân viên văn phòng thôi. Dạ. Còn tự kinh doanh các thứ là không phải gu của em. Dạ, đúng rồi. Em cao 1m bao nhiêu vậy ôi? Em cao 1m61 ạ. Về ngoại hình bạn trai em có yêu cầu gì không? Em mong muốn bạn trai cao khoảng 1m7 trở lên. Ok. Những cái tiêu chí khác về quê quán này kia thì sao? Quê quán thì em mong muốn là gia đình bạn trai cũng sống ở thành phố Hồ Chí Minh giống như em.
Còn quê quán ấy cũng quan trọng. Đúng rồi. Em làm dâu được không? Em thì không thích làm dâu đâu. Gia đình em có bao nhiêu anh chị em? Em có một anh trai. Mà có chị dâu chưa? Dạ chưa. Anh trai em sinh năm bao nhiêu? Anh trai em sinh năm 85 ạ. Sinh năm 85 mà chưa lập gia đình. Dạ. Không, thật sự ra thì ảnh sao ta, ảnh cũng có bạn gái rồi nhưng mà bố mẹ em không đồng ý. Bố mẹ không đồng ý thì có nghĩa là với việc em tiêu chí em chọn bạn trai á, thì bố mẹ em có đặt ra cái tiêu chí chọn bạn trai cho em không? Cũng không còn nhiều tiêu chí lắm đâu ạ. Ví dụ những cái tiêu chí em đang mong muốn ở đây với chương trình á, là những cái mong muốn đó thực sự của em á, hay là do, tức là em cũng tiếp nhận, tiếp thu những cái đóng góp từ gia đình từ trước tới bây giờ? Đó cũng, những cái tiêu chí của em là những mong muốn của em luôn. Còn bố mẹ em thì không đặt tiêu chí gì cho em hết. Đúng rồi, nói chung bố mẹ chỉ cần em, bạn trai em là người đàng hoàng tử tế là được rồi. Nhưng mà lại quan tâm đến chuyện con dâu là ai, đúng không? Thật sự ra chị con dâu thì em cũng không nghĩ là một người đàng hoàng tử tế ạ. Xin lỗi, nhưng mà nghe có vẻ là hơi nói xấu, nhưng mà thật sự là như vậy. Người lớn họ luôn có lý do để người ta cân nhắc những cái mối quan hệ của con mình, đúng không? Đúng rồi. Em sống ở Thủ Đức hay em sống ở đâu vậy Oanh? Em sống ở khu quận 2 cũ ạ. Khu quận 2 cũ. Khu An Phú này kia đó hả? Đúng rồi ạ. Ok. Em có năng khiếu hay có tài lẻ gì không ngoài chơi thể thao ra? Em cũng không nghĩ là năng khiếu đâu ạ. Nói chung là ca hát nhảy múa gì thì ok, em cũng không chắc hát gì đỡ hơn. Thì em múa hơi tệ lắm. Ok, rồi. Mình còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không ha? Em cũng không thích là bạn trai gia trưởng khó tính. Rồi, ok. Hôm nay mình phỏng vấn sơ sơ thôi ha. Thì có gì là chương trình sẽ liên hệ với em khi có người phù hợp nha. Dạ vâng. Dạ, hiện tại em đang ở quận 11 và làm giáo viên ạ, giáo viên tiểu học. Quận 11 là nhà của em luôn hay là em nhà ở đâu? Dạ không ạ, ở đây hiện tại thì là nhà cái tên ạ. Em đang ở chỗ này. Ở một mình. Quê em ở đâu? Dạ ở cái đỉnh. Là em vô đây lâu chưa? Em vô từ năm cũng được khoảng năm rồi á. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ thì điểm mạnh đầu tiên là bản thân đấy là vừa hòa đồng, luôn vui vẻ với mọi người. Tuy nhiên điểm yếu thì về cái phần nấu ăn thì hơi yếu một chút ạ.
mình chia sẻ về đường tình duyên của mình nha em. À, về đường tình duyên thì trước đây em có mối tình lâu nhất là cái mối tình thời sinh viên. Thì cái thời khoảng thời gian đó thì mọi người kiểu như hai người đều xa gia đình để học á, nên là cũng rất là đẹp. Tuy nhiên sau này khi mà đã ra trường, đã tốt nghiệp rồi thì cái khoảng cách địa lý cho nên là chia tay. Yeah. Rồi từ đó tới nay thì em có tìm hiểu thêm ai khác không? Dạ không ạ. Rồi mỗi người bạn trai mà em mong muốn thì là như thế nào? Về tính cách, ngoại hình và về tuổi tác, quê quán của em? Ờ, về tính cách thì cần một người vui vẻ, người tử tế. Về ngoại thì cũng không cần quá là đẹp, chỉ cần ưa nhìn một chút, tuổi tác thì không quan trọng. Công việc làm việc nhà nước hoặc là những công việc tự do đều được. Ừ, ưa nhìn trong tiêu chuẩn của em là như thế nào? Về chiều cao, cân nặng hay là như thế nào là ưa nhìn với em? Ờ, đối với em thì ưa nhìn tức là chiều cao thì từ khoảng 68. Ở như em 1 mét mấy? 1m68. Ừ, 1m68. Dạ. Ờ, cân nặng thì em không có, thường chỉ cần gọn cân đối là được rồi. Rồi điều gì mà em không thích ở một người bạn trai? Một người lăng nhăng chỉ vậy thôi. Một người lăng nhăng, ví dụ như anh nói theo đạo thì được không em? Dạ được. Ừ. Ví dụ như anh đó đã kết hôn và đã ly hôn và đang có con thì được không? Ờ, cái đó thì không, mọi đối với em thì không. Ừ. Rồi còn điều gì mình không thích ngoài lăng nhăng không? À, em phải chi tiết ra thì tụi chị mới tìm được người phù hợp với em. Ví dụ như anh đó không lăng nhăng nhưng mà rượu chè cờ bạc được không? Không rượu chè, rượu chè nhậu nhẹt thì có mức độ thôi, không cờ bạc. Ủa là giờ em đang ở chỗ làm hay là em đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở phòng. Em ở một mình hay em ở với ai? Em ở một mình. Ừ, dạ chị có thấy ai đang ngoài sao em đúng không? Dạ đúng rồi, là có chị đồng nghiệp đó. Ừ. Là chị đồng nghiệp tới chơi hả? Dạ không, chị đồng nghiệp cũng đăng ký tham gia chương trình luôn đó. Ủa, là đã đăng ký chưa? Dạ có rồi mà. Anh ấy cũng có tiếp lịch rồi đó. À, là cũng có các team rồi. Và mốt là hai chị em tham gia luôn. Yeah. Ừ. Trời. Em có tài lẻ gì không em? Ví dụ như là có hát ca hay là thể dục thể thao gì không? Dạ, thì cái đó nó cũng không phải có tài lẻ. Do sở thích thôi. Nhạc rồi thì sao? Vẽ. Ừ, vẽ cũng được luôn hả? Giỏi quá vậy. Dạ. Ừ. Dạ. Gọi là nhìn ổn thôi, không
Rồi tới ngày ghi hình là lên vẽ tặng cho bạn trai một bức tranh nha. Rồi. Rồi em hát một đoạn đi em. Mình hát vui vẻ thôi, còn có hay đâu. Dạ, bởi vì từ mùa qua em cũng nhớ lắm. Vậy thôi em hát cái bài của đối với ngành nghề của em đi. Ừ. Hát bài ấn nha. Ừ. Rồi hát em. Phân rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Dạ xin thế ạ. Rồi thì hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của em đó, bên chương trình đó thì chị cũng có biết được số thông tin của em rồi, nhưng mà có bạn nào phù hợp thì bên chị sẽ liên hệ lại với em ha. Dạ dạ em cảm ơn ạ. Dạ buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi á chị, mình có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ 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 chương trình cảm ơn chị.